Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương mục Chém Gió Nhiếp Ảnh của Alpha Room. Chào mấy bạn, đây là mình mới gặp mấy bạn này ở Alpha Crew á. Mấy bạn này biết là hôm nay lên gặp Phát kìa. Nói hello đi Phát. Hello. Chưa lấy nét cho mặt nó được. Hello Phát. Có cần giới thiệu kìa không? Giới thiệu luôn đi. Vô tao giới thiệu. Này nè, đẹp trai nhất nhóm. Xin chào mọi người. Bê đê quá vậy mày. Cần tiền bạn trai. Trợ lý giám đốc Quỳnh Kim Tài. Còn bên này là Hiệp. Hiệp là từ Hà Nội vô luôn đó. Này là leader nè, nãy giờ nó dắt đi không à. Phát có nhận được show luôn rồi. Đi đây luôn đi. Phát mới nhận được show chụp hình này kìa. Không, em lấy số của chị đó rồi. Hỏi mấy anh có cần thì em đưa số cho. Chị? Chị đó là chị đó. Chị đó học làm ở trong ngân hàng. Chị đó đang là trò chuyện thì thấy rất là vui. Ngay góc luôn các bạn. Vui không? Vui không? Dạ em vui lắm anh. Vui không? Quá chắc lắm. Chắc vui. Chắc vui. Quá vui. Vui không? Ai vậy chồng? Vui. Vui 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 không? Vui không? Vui không? Bạn này là từ Hà Nội qua. Từ Hà Nội vô đây, mới vô đây hồi tháng 9. Thấy Sài Gòn sao? Sài Gòn nói xấu người Sài Gòn là anh đòn liền á. Vui ạ. Nói đại vậy. Hôm nay là bạn là tên Thắng nè. Có công việc ổn định rồi nhưng mà vì đam mê nhiếp ảnh quá bỏ hết luôn. Gia đình đang rất là buồn bực. Nhưng mà nghe chửi hàng ngày luôn. Nhưng mà gia đình thấy rất là bất lực. Tại vì bạn nó có đam mê quá giờ không biết sao. Ước mơ nhất là mở một cái studio cưới thôi. Nhớ nha, tên Thắng nha, muốn mở tới ủng hộ bạn nha. Rồi. Bình Dương hả? Hơi xa. Để có bữa nào qua Bình Dương không? Có lúc nào qua Bình Dương không? Có thời gian ớt với anh. Mình bung vệ sinh rồi bao nhiêu tiêu rồi. Cái màn hình nó lem luôn, nó lem ở góc là coi như máy này nó bị vấn đề rồi. Đúng rồi, lem ở góc là bị bo mạch. Rồi vấn đề hai á, cái máy kia coi cây 18 triệu á, là nó sơn lại cái này sơn xin nè. Cái kia nó bóng lưỡng, nó sơn bóng lưỡng với hai cái đít. Nó gỡ ra rồi nhưng mà cái ốc á, nó chấm cái màu sơn lại, nó không có điều ốc. Với lại cái ốc đã có dấu vết mỡ luôn, coi như là xong luôn. Còn có một số tay đang full box luôn mà nó bán 2, 3 mới khoảng 100
Được chưa? Nay gặp được bác nhiếp ảnh gia thời thượng. Rồi đèn flash đã hết pin rồi thưa các bạn. Nhộn quá mà. Có hai mẫu xinh quá mà nhộn quá. Hẹn sáng mai. Có một cục rồi nãy cho ông kia hết. Bye bye anh em, mình về nha. Bye bye, bye em.